em hóng cái bình có ống hút cho bé. Ok, sẽ lên bình luôn nhá nhà mình nha. Bây giờ còn 3 phút nữa em lên luôn cái mã giờ vàng cho nhà mình này. Mã giờ vàng, cái mã này lên lần này là sẽ không bao giờ lên nữa mọi người này. Lên lên cái mã này xong là sẽ không bao giờ lên nữa. Và có đúng 5 combo nha. Có đúng 5 combo. Ai đang săn hộp đông thì săn mã này cho Hương này. Hộp đông 820ml, có nút thời gian cực kỳ xịn sò mọi người nha. Và cái hộp này thì các chị em có thể đựng vào đây 7 đến 8 lạng cua, thịt cá, tô các loại chia theo bữa. Cái này để vừa cánh tủ lạnh, để dùng được cho cả ngăn đông cả ngăn mát. Thậm chí các chị em có thể đựng đồ khô cũng được nhá. Mã này thì nói thật là Hương không cần phải quảng cáo nhiều nữa rồi, bởi vì cái mã này Hương bán đến mấy trăm combo rồi chứ không phải là mấy chục nữa mọi người ạ. Rất là nhiều. Và còn đúng 5 combo duy nhất để mã trên like cho nhà mình, để giá trên like cho nhà mình này. Cái này sẽ là mã giờ vàng nhé. Và mã của nó sẽ là mã T4 cho Hương này. Giá 960.000. Size này rất là to mọi người nhé. Các chị em có thể để ở đây là vừa được một cái hộp nước.